Rồi, bây giờ anh Vinh ơi, anh cho em hỏi là tình trạng sức khỏe mình có khỏe không? Khỏe em. Khỏe hả? Rồi, bây giờ xin Vinh sẽ giúp Hoài Thương cầm cái đồ thần này nha, đứng yên, đừng nhúc nhích. Anh sẽ đi qua đây, ba la, biến ra một món gì anh thích nha. Anh phải thẳng lên như nè. Thẳng lên. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên. Ba la vô. Ba la. Ngạc nhiên chưa? Anh nhìn nha, cầm cái thần ba la, ba la. Nha, chứ em thấy anh khỏe mà không thẳng được rồi đó. Ba la, ba la. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, bây giờ anh Vinh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Người đẹp nhắm mắt lại luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nha. Anh Vinh biến bạn chim thành bạn gì nha. Nó ngó em kìa. Hey. Hey, nhọn mày. Đang chuẩn bị bỏ xuống dưới rồi kìa. Nó chừng con chăn của nó thấy con chăn của anh đó. Rồi, tội đó. Tội đó. Chị trả cây cho người ta làm tiếp nè. Trời ơi. Vâng, mình tiếp một hồi tính này kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt. Dạ. Wow. Hồ được mà dạ. Xin em. Không. Xin được chào phát tay nào. Thưa quý vị, không chỉ là một mình dạ sợ trăng mà theo tôi biết thì mấy ông quay phim ở trong cũng sợ. Lấy cần nha. La cho cố vô. La trong đó luôn kìa. Thôi em xíu.